Theo nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy, trước diễn biến dịch ngày càng phức tạp với số mắc cộng đồng tăng cao, ngành y tế và các đơn vị địa phương phải khẩn trương triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên toàn địa bàn thành phố. Đa dạng các hình thức, cả xét nghiệm PCR và xét nghiệm nhanh ở các khu dân cư, hộ gia đình, trong các doanh nghiệp để phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19, qua đó đánh giá nắm chắc và dự báo đúng tình hình, nguy cơ, diễn biến dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn, kiểm soát phù hợp, khả thi. Cần quyết tâm xử lý các ổ dịch theo phương châm làm đến đâu, sạch đến đó, tạo ra các khu vực dân cư, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp an toàn dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tập trung và hướng dẫn thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà. Đồng thời, dự trù nguồn kinh phí và có phương án kịch bản đảm bảo nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác xét nghiệm cũng như điều trị bệnh nhân COVID-19 theo từng cấp độ dịch bệnh, kể cả cấp độ dịch bệnh sâu nhất.